Sâm Ngọc Linh Công Tum K5, thần dược đại ngàn hóa quốc bảo Việt Nam. Sau khi ghi hình thì cái cảm xúc của mình thì chắc chắn là buồn là điều chắc chắn rồi đó. Mình cứ đinh ninh đâu là mình chỉ cần chân thật, theo đúng hay như cái con người của mình thôi. Nhưng mà bị phủ nhận thì thôi. Coi như có duyên nhưng mà chưa tới được với nhau vậy. Jasmine Thanh thì theo mình cảm nhận từ lúc khi mình vừa mới gặp á, thì cô ấy là một cô gái cá tính, mạnh mẽ và đầy tinh tế. Nếu mà so với màn hình mẫu lý tưởng của mình thì match khoảng tầm 80%. Điều hối tiếc của mình khi mà mình bị loại thì đáng lẽ là mình nên chia sẻ cái bí mật khác thay vì là mình đưa cái bí mật đó ra. Thì giống như là các bạn cố vấn cũng đã nói rồi đó, cái bí mật đó được đưa ra một cái thì nó như là một cái dao phản ngược lại tất cả những cái gì mà mình đã đưa ra trước đó. Thì thực sự mà nói á, thì mình nghe lời nhận xét của ban cố vấn thì có những điều mình thấy là đúng, nhưng mà cũng có một số điều thì nó không phải đúng theo cái ý mà mình muốn diễn tả. Ví dụ như là cái bí mật cuối cùng á, thì đa phần tất cả mọi người, nếu theo mình cảm nhận thì chắc chắn là 100% tất cả mọi người coi đọc vào đó thì ai cũng không thích, đó là điều đương nhiên rồi. Nhưng mà thực sự thì cái hàm ý nghĩa bên sau, bên trong của nó thì thực sự mình chưa có chia, có thể là do lỗi của mình, là do mình chưa chia sẻ một cách nó rõ ràng hơn để mọi người có thể hiểu nó một cách dễ hơn, thì nó có thể là gây hiểu nhầm. Thì chỉ có một cái quan điểm cuối cùng thôi, đó là gì? Đó là em tin vào tình yêu và em luôn quan tâm đến người yêu, nhưng mà khi mà yêu là chúng ta cũng phải quan tâm đến cả cái cảm xúc của đối phương nữa. Ví dụ như là cảm xúc của đối phương hiện tại đó là anh đang mong muốn phát triển cái sự nghiệp. Tại vì mục đích cuối cùng việc để anh muốn phát triển sự nghiệp đó là gì? Để anh tạo được mái ấm bền vững cho cả gia đình. Thế mình thấy cái game show này nó rất cực kỳ có ý nghĩa, không chỉ cho riêng mình nha, mà cho các bạn giới trẻ hiện tại luôn á. Đó là điều đầu tiên, đó là gì? Nói thẳng có sao nói vậy. Rồi cái thứ hai nữa, dám bộc lộ ra những cái bí mật của mình. Mà thực sự ngay cả những bí mật này mình cũng đâu nói ai đâu. Thì có bộc lộ ra được những cái bí mật của mình thì để đối phương có chấp nhận cái của mình hay không, thì cái đó là một điều rất là hay. Sau khi tham gia chơi chương trình xong thì mình nhận ra được rất là nhiều điều. Điều đó thứ nhất là những cái bí mật đa phần thì mình đừng nên giấu nó quá nhiều hoặc quá lâu, mà mình nên chia sẻ. Biết đâu được cái bí mật đó lại được người khác thông cảm thì sao? Mình nghĩ nó là xấu, nhưng mà ủa, nhiều người đánh giá xung quanh nó không có xấu như vậy. Mình muốn cái điều này nó được lan tỏa với tất cả các giới trẻ hiện tại, đó là trong tình yêu các bạn nên nói thẳng, yêu thật như Lê Trung nhé.